Bún phở review xin chào tất cả các bạn. Vốn là cô gái ngoan hiền, bún đây chỉ thích nhiều tiền bình an, hóa ra anh Bảy cũng vậy, có lẽ vì lẽ đó mà anh mới tập trung rất nhiều thời gian và tâm huyết vào khu rừng này, cho nó bình an. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ phải chia tay với một số sinh vật đã từng yêu. Nếu bạn cũng tò mò muốn biết thì hãy xem đến cuối video nhé. Con nhện thợ săn mới vào rừng chưa bao lâu mà đã ôm thêm bọc trứng lần thứ hai của nó. Điều này khiến anh Bảy cũng phải bất ngờ, vì nó đã cho ra đời gần 400 nhện con mà anh đã vui vẻ cho thêm vào khu rừng vào tập trước. Vậy mà lần này chưa có thêm lần giao phối nào, nó vẫn có được một bọc trứng khác. Anh Bảy tò mò liệu có khi nào bọc trứng này chỉ trống rỗng hoặc chứa đựng thứ vô nghĩa nào đó không. Dù thế nào thì cái túi trứng này cũng phải được để ý đặc biệt. Tuy nhiên, đây không phải là điều bất ngờ duy nhất mà khu rừng mang đến cho anh trong ngày hôm nay. Trời nắng ấm, con rắn bối đang phơi mình đầy thư giãn, vốn là chúa tể của nơi này. Nó rất thích quan sát đại bàn của mình, ngay gần đó là con giun kinh dị, ơ kìa, đột nhiên lại thích rơi tự do thế kia. Khi không tắm nắng, rắn mối rất thích đi săn, ăn no bụng thì lại chui vào hang dưới lòng đất mà nghỉ ngơi chờ trời tối. Món ngon ưa chuộng của chúa tể khu rừng chính là dế, chúng ở khắp mọi nơi, với khả năng sinh sản đỉnh cao nên có đủ mọi kích thước. Âm thanh dế kêu cất lên vang vọng, chúng liên tục ríu rít để thu hút bạn tình. Những cuộc mây mưa diễn ra rất nhanh chóng và nhờ đó, những thế hệ con cái mới của dế liên tục được ra đời. Bún rất thích quan sát quá trình mà chúng đẻ trứng vào đất mềm. Sau một thời gian dài chọn lựa, với cái ngòi dài thượt, dế mẹ cắm sâu xuống đất rồi gửi gắm trứng vào đó. Lũ dế rất giỏi trong việc cắt tỉa cây cối, đặc biệt là rêu non. Nghe đồn tụi này cũng ăn cả thịt, nhưng anh Bảy chưa từng chứng kiến cảnh đó bao giờ, nên chắc tụi nó vẫn thích thực vật hơn đấy. Cách đó không xa là địa bàn của tụi kiến cướp, anh dúi dành một tình cảm đặc biệt cho chúng, bởi chúng từng đứng lên chống lại sự xâm lấn kinh hoàng của tụi kiến đen. Nhắc mới nhớ, tụi kiến đen ẩn thân đâu rồi nhỉ? Lần trước nhìn thấy là tụi nó đang di chuyển đàn con vào gốc cây. Chúng rất giỏi trong việc lẩn trốn, để âm thầm tăng số lượng một cách bí mật. Kiến cướp không bao giờ tấn công tụi dế sống, nhưng những con dế già vừa chút hơi thở cuối cùng theo ông bà là tụi nó lao ra sâu xé, để đưa ngay miếng mồi về tổ. Trông chúng tất bật chưa kìa. Bọ tê giác đang ngó mắt nhìn sang, thời gian gần đây nó tỏ ra bồn chồn hơn hẳn. Anh Bảy không rõ lý do là gì, có lẽ anh lại phải tìm một quý bà cho em nó rồi, cũng mệt thật đấy. Trên cây nho, anh Bảy gặp lại con chuồn chuồn kim xinh đẹp, nhìn thân hình mỏng manh, anh nghĩ đến việc thử sức xem em nó có thể chống chọi với mưa bão hay không. Một cơn mưa dữ dội ập xuống, chuồn chuồn bắt đầu loay hoay tìm chỗ trốn. Nó biết cách nép phía sau thân cây, về phía cơn mưa đang hắt vào cơ đấy. Thông minh nhỉ? Nhờ vào những cơn mưa mà khu rừng sẽ được chào đón những sinh vật mới. Bạn nhìn thấy không? Nấm lúc này đã xuất hiện ở khắp mọi nơi, đa dạng và đủ loại. Không phải là chuyên gia sinh học nên bún không dám phát biểu bừa về những loài nấm này. Có bạn nào có thể kể tên hết tất cả tụi nó không? Nhìn thấy những cây nấm, anh Bảy vô cùng vui mừng, bởi đây là minh chứng cho một hệ sinh thái vô cùng lành mạnh. Mọi người thường gọi nấm là vật chất trong tối của sinh quyển, bởi chúng luôn ở xung quanh ta và có vai trò rất quan trọng. Chúng giúp cho cây cối cũng như động vật hình thành nên mối quan hệ cộng sinh với nhau. Sinh vật như chiếc lá khô này là động vật ăn cỏ cực kỳ quan trọng của khu rừng. Nó đã nép mình trong tán lá này suốt cả tuần nay, thật kỳ lạ. Thường thì anh Bảy sẽ bắt gặp nó treo lơ lửng trên những tán cây để tìm những chiếc lá non mà ngấu nghiến, hoặc đậu ở những phần thân cây leo thế này đây. Liệu có phải do thời tiết nóng bức khiến nó ít hoạt động hơn không nhỉ? Anh Bảy rất thích thú với giai đoạn ngủ đông vào mùa hè, hay nên gọi là ngủ hè nhỉ? Mãi cho đến khi mùa mưa tới, chúng mới hoạt động trở lại. Anh Bảy sẽ chú ý quan sát đến chú mày đấy. Bởi lúc này, nhờ vào cái nóng, một số sinh vật lại vô cùng thích thú và gia tăng số lượng đông đúc hơn hẳn. Con giun dẹp ăn thịt đang di chuyển một cách âm thầm trên đám rêu trong khu rừng. Nó có thể ăn thịt dế con, thậm chí cả nhện thợ săn hoặc kiến. Liệu trong khu rừng này có sinh vật nào sẽ là kẻ thù của giun dẹp không nhỉ? Chợt giật mình nhớ ra con giun lông ngựa, nó vẫn treo mình ở đó, chưa phân hủy đi tẹo nào. Nghĩ đến lại dùng mình rồi, chợt cảm nhận được chuyển động. Anh Bảy phát hiện ra con cuốn chiếu đang bò như một đoàn tàu đồ chơi. Nó lùng sục khắp nơi để tìm thức ăn. Anh Bảy mơ màng, hình như bản thân anh làm gì đưa nhiều cuốn chiếu như thế vào rừng nhỉ? Bạn có thấy không? Chúng lổm ngổm khắp nơi luôn kìa. Anh Bảy bàng hoàng, không biết chắc ở trong khu rừng của mình, tụi nó đã bùng nổ dân số đến mức nào rồi. Liếc mắt thôi cũng đã tìm ra tụi nó rồi. Chúng đang giao phối, ăn lá khô và cả nằm trên nền rừng mà oánh chén những cái xác dế sắp chết. Có lẽ nguyên do là bởi chúng không có một kẻ săn mồi nào nhắm đến cả. Đã thế, chúng còn tạo ra rất nhiều chất độc axit chlorhydric và các loại axit hữu cơ khác. Đó là lý do mà cả ếch, nhện hay cả rắn mối, có lẽ anh Bảy lại phải nhúng tay vào rồi. Đúng lúc này, anh Bảy trông thấy thần chết xanh
nhưng nó đã gầy đi rất đột ngột, mới hôm nào còn tròn vo cái bụng cơ mà. Có vẻ, thật sự to bụng do ăn uống rồi. Nhắc mới nhớ, anh vừa bắt được một con bọ ngựa khác, hy vọng rằng nó sẽ là đực. Sau thời gian chăm sóc, nó đã có lần lột xác cuối cùng. Xuất hiện đôi cánh mềm mịn và có kích thước nhỏ hơn thần chết xanh, có vẻ gần giống với con bọ ngựa đực xấu số lần trước. Anh Bảy không dám chắc nó có phải đực không, nhưng anh hy vọng sẽ là như thế. Trước khi đưa nó vào trong rừng, anh Bảy thiết đãi một bữa ăn no nê. Vì nếu thật sự là con đực, nó sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ, có thể phải đánh đổi bằng cả mạng sống phía trước. Trời dần về khuya, sự ẩm ướt bao phủ khắp nơi. Một con ốc sên non di chuyển rất chậm, anh Bảy không thể dứt mắt khỏi nó. Nó mò tìm được một chiếc lá dương xỉ và bắt đầu gặm vài miếng, càng nhìn lại càng cuốn ấy nhỉ. Điểm duy nhất anh không thích ở loài này là chất nhầy của chúng, mà nói đến chất nhầy, có vẻ như con kiến này đã bị dính vào gì đó, kỳ lạ nhỉ. Như dính phải keo vậy. Mấy con ếch cây cũng rất chăm chỉ đi săn tìm thức ăn, một trong số đó có vẻ đã lớn, xem cổ họng của nó kìa. Hình như trước đến nay, anh chưa từng thấy nó kêu như thế. Có vẻ như chúng ta có thể mong chờ đến việc từng giải trứng ếch sẽ xuất hiện trong ao rồi đấy. Phía bên kia đang có chuyển động kìa, là một con mối nhỏ. Nó đang đi tuần tra xung quanh phía ngoài ụ đất, có khi nào chúng sẽ phát triển thành những ụ mối khổng lồ trong tương lai không nhỉ? Nhện mẹ, sinh vật đã làm anh thót tim trong tập trước, vẫn đang kiên trì ôm bọc trứng của mình. Nó rất tận tâm trong việc chăm lo cho thế hệ tương lai, nhưng dưới ánh trăng, anh Bảy có cảm giác cái túi rỗng toác. Có lẽ là vì trứng phía trong lại trong suốt ấy nhỉ? Để có câu trả lời chắc chắn, chúng ta chỉ đành tiếp tục cùng với anh Bảy chờ đợi thôi. Ô kìa, con dế bụi vẫn thường chui rúc ở tán lá, cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Đói bụng quá không chịu được chứ gì, thú thật là thời gian vừa rồi, chú em không chịu chặt bỏ mấy chồi cây mới, khiến anh Bảy hơi buồn lòng đấy nhé. Cả âm thanh như tiếng chuông leng keng nó phát ra nữa, nghe cứ bị chiêu chiêu ấy. Anh Bảy đã phải luôn mở cửa, hy vọng một con dế cái nào đó sẽ nghe thấy tiếng hát này mà bay vào, nhưng mãi vẫn chưa có kết quả. Ngày hôm sau, một sự di chuyển trên nền rừng thu hút sự chú ý của anh Bảy, chợt tim anh thót lại, nhìn rõ hơn, một con dế có vẻ như đang ăn lá khô, nhưng anh Bảy biết rõ đó là gì. Trông kìa, một cái chân, ôi không, con dế bụi của anh, thậm chí có một con kiến lấp ló gần đó, con dế bụi đã bị ăn hoàn toàn phần bụng, tối hôm qua, anh còn nghe nó hát. Tim anh tan nát, đây không phải là cái kết anh đã nghĩ đến cho nó. Trong khi đó, lũ kiến vẫn đang chiến đấu với dế đen để tranh giành thức ăn, con dế thành công kéo cái xác ra. Kể cả với đồng loại, muốn ghé đến nó cũng nhất quyết không chia sẻ, tội nghiệp dế bụi quá, tại sao nó lại chết nhỉ? Có phải là do những loài khác, hay đây chỉ là một sự ra đi tự nhiên vì nó đã già? Nằm thẫn thờ đây đau lòng, thì lại nhận thêm một tin khác, anh đã nhờ người có kinh nghiệm kiểm tra. Và với phần cuối cùng ở ổ bụng, thì con bọ ngựa anh Bảy chăm sóc phía ngoài, lại là một con cái nữa. Có vẻ như thần chết xanh của anh, sẽ không thể có được một người bạn đời rồi. Anh buồn bã quay trở lại khu rừng, thì thấy lấp loáng giữa những chiếc lá, là một cái cánh nổi bật. Gì thế kia? Ôi không! Thần chết xanh yêu quý của anh. Có khi nào hôm nay lại là một ngày tuyệt vọng đến thế? Nhưng nhìn quanh, càng lúc, anh càng nhìn thấy nhiều mảnh của cơ thể bọ ngựa. Đã đến nước này, anh chỉ đành chấp nhận sự thật, thần chết xanh của anh cũng đã đi theo ông bà luôn rồi, có lẽ tụi dế đã xé nát cái xác nên mới tan tác đến như này. Nguyên nhân của cái chết một lần nữa lại bị bỏ ngỏ, anh Bảy buồn không nói nên lời, có lẽ nào là do anh không đủ tốt với tụi nó không? Hôm sau, anh Bảy xốc lại tinh thần, anh sẽ thay thế một số đoạn dây leo đã bị cắn đứt trong khu rừng và anh đã trông thấy nó. Bạn nhận ra không? Là trứng của bọ ngựa, thật khó tin. Anh đã không thể ngờ, thần chết xanh đã hoàn thành một cuộc đời đầy trọn vẹn, việc một con bọ ngựa cái, đăng xuất sau khi đẻ trứng là hoàn toàn bình thường. Nguyên nhân cái chết đã sáng tỏ, nhưng nó đã giao phối thành công vào lúc nào? Anh Bảy nghĩ lại, trong suốt quá trình anh giới thiệu, và chờ đợi chúng thừa nhận nhau. Sự di chuyển của chúng quá chậm, đến nỗi anh Bảy chỉ lâu lâu mới quay lại ngó xem một chút, có thể là lúc đó chăng? Hay là đêm hôm đó, khi anh đã đi ngủ nên không thể trông thấy? Một giả thiết nữa, là vào giây phút bị ăn thịt, con đực đã kịp hoàn thành quá trình giao phối. Trong tự nhiên, có không ít những trường hợp, bọ ngựa đực tự hiến tế bản thân, rồi nhân lúc bị nhai đầu, mà tiếp cận, và thực hiện nhiệm vụ duy trì nòi giống. Nhưng dù sao, bằng cách nào đi nữa, thì chúng cũng đã mang đến cho khu rừng một tia hy vọng mới, sau những mất mát đầy đau thương vừa qua. Chúng ta hãy cùng chờ đợi, và tin vào một chu kỳ mới của khu rừng nhé. Sự ra đi là điều cần thiết cho một hệ thống sinh học, để cung cấp năng lượng sống. Cái nắng nóng khiến nhiệt độ của mùa hè ngày càng tăng lên. Anh Bảy chợt nhận ra, hình như đã lâu lắm rồi, anh không trông thấy châu chấu. Có lẽ, nó đã hoàn thiện cuộc đời mình, giống như dế bụi, hay bọ ngựa. Tuy rất đau lòng, nhưng anh Bảy chấp nhận điều đó. Sự sống không bao giờ đứng yên, hay thuộc sở hữu của riêng bất kỳ sinh vật nào, mà chỉ là trong một thời gian tạm thời mà thôi.
Các bạn nghĩ sao về những mất mát cũng như món quà bất ngờ của tự nhiên mà anh Bảy đã nhận được từ khu rừng? Bạn có muốn tiếp tục dõi theo không? Comment chia sẻ ý kiến xuống dưới cho Bún biết với nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Bún rất biết ơn về điều đó. Xin chào và hẹn gặp lại.